Té ngựa với mái tóc dài nhất thế giới đến gần 1 km. Theo tổ chức Guinness, một cô gái người Siberia phá vỡ kỷ lục để ghi tên mình trở thành chủ nhân của mái tóc dài nhất thế giới với chiều dài gần 1 km. Như bao cô gái khác, Nikola Kolesic, tên của người lập kỷ lục, cũng có niềm đam mê làm đẹp cho mái tóc của mình. Có điều sở thích của cô lại có phần khác, thậm chí dị thường so với mọi người. Với kinh nghiệm của một người thợ làm tóc, cô gái trẻ đã biến mái tóc của mình trở thành phiên bản tóc dài ngoài đời thực. Người đẹp tóc mây bằng những lọn tóc được thắt cầu kỳ dài đến 820,29m. Để có được bộ tóc trên, Nicola đã sử dụng loại tóc làm từ sợi tổng hợp với đủ màu sắc và độ bóng khác nhau. Những sợi tóc này được kết lại bằng cách đan, móc, đốt xém hoặc cột lại với nhau. Đồng thời, cô cũng phải dùng thêm rất nhiều sợi cáp mỏng mới cố định được số lượng tóc nối khổng lồ của mình. Nicola Kolesic chụp ảnh cùng bạn trai trên mái tóc khủng. Để có được kỷ lục này, cô đã sử dụng loại tóc làm từ sợi tổng hợp với đủ loại màu sắc và độ bóng khác nhau. Dĩ nhiên, do mang lượng tóc khổng lồ trên đầu, Nicola gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Song đối với cô, kỷ lục vẫn là tất cả. Được biết, Nicola Kolesic đã phá bỏ kỷ lục được lập trước đó bởi cô gái Sarina Russo người Australia với mái tóc nối dài tới 294,49m. Hầu hết mọi người đều mắt tròn mắt dẹt khi xem những hình ảnh về mái tóc của Nicola. Người thì tỏ ra quan ngại trước khối lượng tóc khủng của cô gái phải mang trên đầu hàng ngày. Người thì cho rằng nó kinh dị hơn là đẹp. Còn bạn suy nghĩ như thế nào về mái tóc dài nhất thế giới này?